Ngày 31 tháng 12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc đã tiến hành thu hồi diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lĩnh để thực hiện dự án xây dựng đoạn đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi. Nay là dự án xây dựng khu dân cư đoạn đường thống nhất. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Văn Lĩnh là 999,3 m2. Sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình ông Nguyễn Văn Lĩnh đã đồng ý bàn giao mặt bằng, nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trên 2 tỷ đồng chấp hành tháo dỡ bàn giao đất và tài sản ra khỏi phần đất bị thu hồi. Được biết, dự án xây dựng khu dân cư đoạn đường thống nhất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 2016 với chiều dài đoạn đường thi công là trên 800 mét. Đến nay còn khoảng 200 mét vẫn chưa hoàn thành. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, công ty sẽ tiến hành thi công đoạn đường còn lại, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán nhâm dần.